Tiếp tục cuộc hành trình của anh Tèn Hang nha anh em, qua cầu khỉ luôn. Qua cầu khỉ này anh em thấy sao anh em? Ôi. Qua rồi, qua rồi. Ôi. Ôi. Dán mục nha anh em, dán mục. Ôi. Nghe rạo rạo. Ôi. Sao? Có cảm giác như thế nào? Rồi, chạy xuống nhanh. Rồi, đây có chiếc máy cài sới gốc nữa nè. Tình cờ gặp được máy cài sới gốc luôn anh em ơi. Này người ta gắn cái ống này đừng ta đi cây tròn nè, bắt cái qua mương bơi lớn á. Nè. Hai bên luôn nè. Chúng ta bắt cây tròn có kéo lên sao á. Này thì y sực kỳ ha. Nè, bắt qua mấy cái tròn này, đừng qua mấy cái clip á. Này chắc chơi clip khóm nha. Nè. Chẳng tình cờ gặp review luôn anh em xem ha. Này thì dàn sới răng thưa nha. Sới gốc, sới dĩa gì nè. Này của anh trai nào anh đậu ở đây nè. Rồi để mình chạy theo anh Tàng Hang xem ảnh coi. Đây anh máy sới đi tới đâu là anh Tàng Hang này đi theo tới đó trời vậy anh em ơi. Trời đứng theo tạt đất với kéo đường nước. Tắm to nha. Đó, chủ đất á. Anh thấy anh xới vụ này nữa, anh hết xả lúa anh em, anh lên giường rồi. Xới đất cũng không có sọc ta. Thường thường là gắn mỏ cổ vô là có lần đùng rã rồi ha, đùng rôm. Cái này không có gắn mỏ cổ luôn. Này thì sới bằng hai, hổm lúc trước có sới khô nha. Sới khô bạn bỏ hải rồi. Nay anh Văn Ma này đổi đồng rồi nha anh em. Hôm nay anh về Long An rồi. Hổm rồi anh chạy bên Tiền Giang giờ về Long An rồi. Anh chạy từ tỉnh này qua tỉnh nọ luôn.
À, tỉnh này qua tỉnh nọ thì cách có con sông rồi anh em ơi. Cách có con sông à, từ Long An qua Tiền Giang qua con sông cái tới. Anh tài xế này có cái áo xanh nó mặc hoài ta, cái áo của cơ sở răng sới Nam An tặng, chắc tặng anh cũng nhiều cái lắm mà, vì ngày nào cũng thấy mặt. Này tác hai lên tác như rồi cũng chuyện bình thường ha. Như đất nè, đất cũng khá là bằng ha, bằng không có bị sập có đụng. Cái máy cày chân ma này sao bánh trước quá bự anh em ơi, anh em để chạy lên gần anh em xem ha, cái chiều ngang là phải 2 gang ạ. Giống như là bánh xe đua, loại đua leo địa hình đó. Đó. Xe này thì video trước mình có nói là xe này mua ở Nam Cơ Bãi Gì nha anh em, nghĩa địa nha. À, bánh trước quá bự luôn. À, anh em xem bánh trước à, anh em bánh trước à, thối thần cái bánh. Rồi dài vòng nữa là xong, quá mau quá nhanh lẹ. Gió quá anh em ơi, chưa gió quá, gió quá nó hồ. Đây cũng người ta lên trồng mít quá tay anh em ơi, trồng mít ngay đám này xa vụ này nữa, người ta lên trồng mít luôn này, người ta chơi đón thị trường, người ta phá mít quá tay rồi, còn anh này anh lên mít lại đón đầu thị trường. Đất lúa gì mà anh nói trong vụ này là anh kêu cu bè lại cuốc luôn clip. Ba ngày chút đó sao mà đất trống dữ ta, như cái biển nè. Ủa né gì vậy? Né gì vậy? Ôi đang chạy mà thắng lợi bắn con chim dính luôn, sới quay mù luôn. Hay đẹp anh tài xế, hay quá anh em ơi,
đang chạy vậy mà lấy dần ná bắn con chim thắng lại lụm á. Đó. Đó đang thủ rồi kìa. Thủ coi. Này tay lái xài ti là buông tay lái ra dẫn ngay mới bắn được. Chỉ tay lái cơm là dễ gì bắn được chim, buông ra lủi liền.